Xin chào mừng các bạn tới với chương trình hỏi đáp các vấn đề liên quan tới Excel và VBA. Trong tuần này thì mình có nhận được câu hỏi của bạn Hoàng Thị Tuyết. Trong đó bạn có hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể chỉnh sửa ảnh nhanh hơn? Khi chúng ta muốn chèn một tấm ảnh vào trong Excel thì làm thế nào để cái bức ảnh này có thể tự động điều chỉnh cái độ rộng của nó tương ứng với ô chứa nó để có thể giúp chúng ta đỡ phải mất thời gian chỉnh sửa ảnh, co kéo độ rộng của ảnh. Bởi vì nếu như các bạn chèn nhiều ảnh thì làm rất là thủ công, mà có những cái file Excel chúng ta phải chèn rất là nhiều ảnh. Thì với VBA, chúng ta có thể giúp cho cái thao tác này nó tự động hóa được không? Thì câu trả lời là hoàn toàn được và chúng ta có thể thực hiện như sau nhé. Mình sẽ lấy một bài tập mô phỏng phần nội dung này để cho chúng ta có thể dễ dàng hình dung hơn các cái thao tác thực hiện từ đầu đến cuối nhé. Ví dụ ở đây, mình có một cái bảng là danh sách sản phẩm. Trong danh sách sản phẩm này, chúng ta sẽ có phần cột thứ nhất là cột số thứ tự, thể hiện thứ tự các ảnh. Rồi có phần hình ảnh để thể hiện từng hình ảnh sản phẩm tương ứng và tên của sản phẩm cũng như là các đặc điểm của sản phẩm. Nội dung này nó giống như là một cái catalog để các bạn có thể là gửi cho người khác xem dưới dạng là danh sách, danh mục, dạng menu. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái nút lệnh chèn ảnh. Khi các bạn bấm vào nút lệnh chèn ảnh này thì chúng ta sẽ có thể là tự động đưa một bức ảnh mà các bạn muốn chèn vào trong ô, ví dụ như là ô B4 này, thì tự động cái kích thước của ảnh nó sẽ vừa khít với ô B4. Thông thường nếu như các bạn làm bằng thủ công nhé, thì các bạn sẽ làm thao tác như sau này. Bấm vào ô B4 và các bạn chọn Insert, chọn Picture. Đó, chúng ta chọn một cái bức ảnh ở trong máy. Ví dụ như vậy, mình sẽ duyệt tới thư mục chứa ảnh nhé. Đây, ví dụ mình có 3 cái bức ảnh sản phẩm tương ứng với các cái sản phẩm 1, 2, 3. Và bây giờ mình muốn chèn sản phẩm 1, cái ảnh của sản phẩm 1 tại ô B4, thì mình sẽ chọn bức ảnh sản phẩm 1 và bấm nút Insert. Đó, thì kích thước của ảnh có thể rất lớn. Và nếu như các bạn muốn co giãn cái bức ảnh này cho vừa với vị trí ô chứa nó là ô B4, thì chúng ta lại phải kéo thủ công. Đấy, kéo thủ công như này. Rất là mất thời gian. Nếu như các bạn kéo nhiều ảnh thì cái thời gian cho cái thao tác này nó rất là phí phạm. Đó, mất thời gian chỉnh sửa co kéo rồi, chưa chắc chúng ta đã kéo vừa khít với kích thước của ô. Tương tự như vậy với sản phẩm 2, các bạn lại phải Insert, chọn Picture. Đó, từng thao tác như này, nó rất là mất thời gian. Và chưa kể là cái độ lớn của ảnh nó không vừa khít với ô, khiến cho chúng ta mỗi một lần Insert ảnh lại phải mất một thời gian co kéo ảnh. Thì như vậy, cái thao tác này nó cứ lặp đi lặp lại và khiến chúng ta vô cùng khó chịu. Thì làm thế nào để có thể tự động khi chúng ta bấm nút chèn ảnh thì bức ảnh được thêm vào nó sẽ co giãn vừa khít với ô chứa nó? Thì đấy chính là mục tiêu của chúng ta, bằng cách sử dụng một số câu lệnh VBA. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải mở cửa sổ VBA lên. Bằng thẻ Developer, chúng ta chọn phần Visual Basic, hoặc là các bạn nhấn phím tắt là Alt F11. Đó, thì đây chính là cửa sổ Visual Basic khi hiện lên. Mình sẽ phóng to cửa sổ ấy lên nhé. Đấy, thì giao diện của chúng ta sẽ có như thế này. Và bên tay trái chính là cửa sổ VBA Project. Phần bên dưới của nó là cửa sổ thuộc tính Properties. Và phần ở giữa màu xám này, nó chính là cái nơi mà chúng ta sẽ viết các đoạn code. Thì để có thể tạo ra cái môi trường chứa các đoạn code thì chúng ta sẽ bấm chuột phải vào một cái vị trí bất kỳ trong cái cửa sổ project này và chọn Insert, chọn Module. Đó, chèn thêm một module. Thì khi đó cái giao diện phần viết code nó sẽ sáng lên và chúng ta có thể viết được các đoạn code vào trong này, bởi vì chúng ta đã có một cái môi trường chứa các đoạn code, chính là module. Tiếp theo, mình sẽ gửi các bạn một đoạn code mẫu để các bạn có thể là copy paste và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ngay các đoạn code mẫu đó một cách bình thường mà không phải mất công sửa lại. Và ở đây, mình có chuẩn bị sẵn cho các bạn một cái textbox. Trong textbox này thì sẽ chứa nội dung của đoạn code mà chúng ta sẽ sử dụng. Các bạn chỉ việc là bôi đen toàn bộ cái đoạn code này, toàn bộ đoạn code ở trong textbox, bôi đen nhé. Sau đó chúng ta nhấn lệnh copy, quay trở lại cửa sổ VBA. Tại module 1, chúng ta sẽ dán đoạn code vào đây. Đó. Các bạn chỉ cần dán đoạn code vào và chúng ta sẽ có một cái code ở đây gọi là Sub Insert Picture. Thì đây chính là đoạn code để giúp chúng ta có thể là chèn ảnh vào trong file một cách hoàn toàn bình thường và tự động bức ảnh sẽ co giãn kích thước cho vừa với ô chứa nó. Thì các bạn chỉ cần là nhớ cái tên của sub này thôi. Đó. Phần tên này nhé, các bạn sẽ chọn copy này. Sau đó là trong cái nút chèn ảnh, các bạn kích chuột phải và chọn phần Assign Macro, tức là gán một cái macro vào trong một cái nút
Lúc này mình vẽ ra bằng shape thôi, insert một cái shape hình khối hình chữ nhật và mình sẽ gán macro vào hình khối này. Đó là insert picture, chính là tên của đoạn code mà chúng ta có ở dưới. Sau đó mình bấm OK. Đó, thì như vậy là bây giờ khi bấm vào nút chèn ảnh này, nó sẽ tương ứng với việc chúng ta chạy đoạn code. Và mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem nhé, cái thao tác mà chúng ta sẽ chèn ảnh như nào. Đầu tiên bấm vào ô B4, sau đó nhấn vào nút chèn ảnh. Đó, thì bây giờ mình sẽ duyệt tới cái thư mục nơi chứa ảnh. Ví dụ ảnh sản phẩm 1 mình chọn này và bấm nút Open. Đó, thì lập tức các bạn thấy này, bức ảnh đã được co giãn cho kích thước của nó vừa khít với ô chứa. Đó, thì như vậy chúng ta chỉ cần đưa chuột vào ô B4 thôi là nhìn thấy ngay cái bức ảnh ở bên trong ô này rồi. Tương tự như vậy với sản phẩm 2, mình sẽ bấm nút chèn ảnh này, chèn sản phẩm 2 vào này, bấm Open. Đó, thì kích thước nó sẽ vừa khít với ô chứa luôn, không cần phải mất thời gian co giãn nữa. Tương tự như vậy với sản phẩm 3. Đó, sản phẩm 3 chèn vào. Đó, thì kích thước nó sẽ vừa khít với ô chứa. Còn trong trường hợp các bạn muốn là khi chúng ta chèn ảnh vào thì cái bức ảnh này nó không vượt quá cái phần phạm vi đường viền của ô. Ví dụ như ở đây ô B4 chúng ta đang thấy là cái bức ảnh nó đang đè lên cái phần đường viền và chúng ta không muốn bị đè cái đường viền này, thì các bạn có thể thu nhỏ kích thước hơn một chút. Nghĩa là không phải fit đúng vừa với ô mà là chúng ta sẽ cho nó nhỏ hơn một xíu thôi. Thì các bạn có thể thay đổi thêm một chút ở trong phần kích thước ở đây như sau. Đầu tiên cái đoạn lệnh hết này này chính là chiều cao của ảnh, thì các bạn sẽ trừ đi 1. Đó, trừ đi 1 đơn vị. Tương ứng như vậy với phần width, tức là chiều ngang của ảnh, thì các bạn sẽ trừ đi 1 đơn vị. Phần top chính là ở góc trên, thì các bạn sẽ cộng thêm 1 đơn vị để cho cái bức ảnh này nó không sát với map trên của ô. Và bên trái các bạn cũng cộng thêm 1 đơn vị để không bị sát với map trái của ô. Khi đó kích thước của ảnh nó sẽ bị điều chỉnh đi một xíu, nó sẽ nhỏ hơn một chút và không bị sát ở lề bên tay trái và lề bên trên. Bây giờ mình làm lại ví dụ nhé, ở với cái ảnh của sản phẩm 1 này, mình xóa đi này. Và mình sẽ bấm lại nút chèn ảnh. Bây giờ cô đã được chỉnh sửa rồi và chúng ta sẽ bấm lại vào sản phẩm 1, bấm Open. Đó, các bạn thấy là bây giờ đường viền nó không bị đè lên nữa bởi vì bức ảnh đã được thu nhỏ lại 1 đơn vị và điều chỉnh kích thước. Do đó chúng ta sẽ không thấy nó bị đè lên phần đường viền nữa. Tương tự như vậy nhé, với ảnh sản phẩm 3 này, mình xóa đi, mình chèn lại thôi. Đó, thì nếu như các bạn muốn vừa khít ô thì các bạn để nguyên. Còn nếu như muốn nhỏ đi một chút thì các bạn có thể trừ đi 1 hoặc 2 đơn vị để cho cái độ lớn của ảnh nó sẽ nhỏ đi một chút so với ô, để chúng ta vẫn có thể nhìn thấy các cái đường viền bao quanh ô, trong trường hợp ô chúng ta quy định là có đường viền. Như vậy, với một đoạn code mẫu về chèn ảnh, chúng ta đã có thể thay thế cái phương pháp chèn ảnh bình thường thông qua thẻ Insert Picture bằng một cái câu lệnh riêng, bằng một cái nút lệnh riêng là chèn ảnh. Trong đó bức ảnh sẽ được tự động vừa chèn vào, vừa co giãn kích thước cho vừa khít với ô. Như vậy rất là thuận tiện trong quá trình làm việc rồi phải không nào? Nếu các bạn thấy kiến thức này hữu ích thì các bạn có thể bấm like và chia sẻ giúp chúng mình nhé. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy nội dung này hữu ích, đừng quên like và subscribe kênh của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.